Đây, siêu phẩm đầu tiên cho anh em xem Ariran 909B. Con này màu đen ha. Máy zin nha anh em, công suất nguồn còn rất đẹp. Công suất output cho ra là 200W một kênh, đánh được lo là 4 bơm. Ở đây có ghi thông số ha. Và công nghệ của Korea. Nó có cầu chứa U nè, có mít phụ nè. Trạm lo thì chúng ta dặn, trạm dặn thì điện được còn ok hết. Mặt tiền thì cũng liền lạc đẹp luôn ha. Đó. Thì dòng này là size lớn, cái âm ly chúng ta nó to và nó nặng hơn những cái âm ly thông thường. Ariran FBA 909B. Sử dụng tụ là dung lượng 15.000 UF được nha anh em. Đó, dung lượng cao, tụ zin. Em này chạy 8 sò Senken. Sò đây là sò bự nhất ha, sò Senken 2 vít nè. Cái loại này là loại công suất lớn nhất. Máy sở hữu là 8 con. Một bên một vế là 4 con ha. Máy zin. Ở đây là mình bao rin công suất chưa chạm chập sò, chưa cháy nổ. Đó. Tăng phô xuyến to, nhôm xương cá rất là đẹp. Con này nó dài lắm nghe nè, cái hậu từ ở đằng trước ra đằng sau dài, nó dài hơn 40 nha. Rồi ở phần rời chúng ta thì có những gì? Ở đây là bo mít drill này, bo mít drill này sở hữu là tới 7 volume ha. 2 4 6 7. Có hai cái nút này nữa ha. Thì nút volume càng nhiều thì chúng ta ca nó sẽ càng hay, nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Con này Echo là 0306 nha các bạn. Thì không thấy được. Đó, IC vang là IC 0306. Rồi thì máy chúng ta sạch sẽ và linh kiện còn khá đẹp, hoạt động tốt ok. Bây giờ lắp vô test cho các bạn nghe ha. Rồi giờ lên nguồn test nha. Mở nguồn lên chúng ta chờ 5 đến 3 giây là máy sẽ đóng relay. Rồi khi mà chúng ta nghe cái trong máy nó kêu cái cấp là hát lên nhẹ thôi. Con này có ba lăng cân bằng và bass trung chép mình chỉnh bình thường ha. Anh chỉnh đơn giản vậy thôi, không có 3S nha anh em. Nhưng mà bù lại thì cấu hình máy chúng ta là chạy 8 sò Senken và tăng phô lớn. Nói chung cấu hình máy nhìn vô rất là ưng mắt. Cái dòng 909SB này thì cái cấu hình chúng ta nhìn là rất là hít. Nhôm thì nhôm xương cá 8 sò Senken, quá dữ luôn. Rồi cái phần này nhạc thì đánh như thế ha. Tiếp đến thì mình sẽ test phần vang nè, echo. Đây, cắm vô. Cắm vô dặn ga lên ha. Hello. Mau. Hey. Hello. Hey. Tiếng nhẹ bay ha anh em. Rồi tiếp mình sẽ test mic số 2. Hello. Giờ cái con này có cái chui mic đằng sau nữa nha. Để mình cắm thử. Hello.
alo 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 mình cắm cái chui mít đằng sau vẫn hát được nghe nè. Alo 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 alo. Rồi thì tình trạng máy là hoạt động nghiêm chỉnh mít 1 mít 2. Echo thì tiếng hát cũng rất nhẹ. Thì con này quýnh lo 2 tắc rưỡi 30 ha. 2 tắc rưỡi hoặc là lo 3 tắc. Gia đình đánh một cặp rất ok. Rồi tiếp đến mình giới thiệu cho anh em một con âm ly Nobody nè. Hàng này là hàng nhập do công ty Bảo Toàn ha. Thương hiệu lớn nhập về nha anh em. Nè, Bảo Toàn. Hàng này hình như độc quyền có mình Bảo Toàn nhập à. Bảo Toàn chứ không phải Bảo Châu nha anh em. Bảo Toàn nó cũng mạnh, bán hàng cũng rất là mạnh về cái mặt lĩnh vực là âm thanh. Âm thanh ánh sáng là Bảo Toàn cũng dữ dằn lắm. Thì tình trạng con này là máy công suất riêng, hoạt động tốt. Hình thức thì máy cũ đã qua sử dụng, tàn phai tí xíu như là ở đây. Tay nắm nè. Và có 1-2 vết xước nhỏ. Nói chung không không có nhiều. Li ti lai rai. Dây điện nguồn gin luôn nha anh em. Con này dây điện rất là dẻo. Và cái đầu to. Đó, dây điện chúng ta dây nguồn thôi là mình nhìn thấy cũng rất là chất lượng rồi. Đây còn cái cọng dây đai của máy nữa nè. Con này là hàng Made in Korea có ghi ở đây và công suất là 300W tương ứng với là một kênh 150W nha anh em. Rồi mình gỡ ra bên trong mình cho các bạn xem bên trong cấu hình. Thì hôm trước, vài hôm trước là cũng có một con, nhưng con hôm trước nó đẹp hơn con này tí xíu. Này tiếp tục cập bến một con thì lên tiếp cho anh em nào cần thì mình liên hệ shop. Dòng này nghe nhạc karaoke gia đình chắc âm hay tuyệt vời. Các bạn thấy linh kiện là có tụ riêng cái thằng này là có mấy cái tụ đỏ, thường thường là tụ đen và tụ xanh. Còn con Nobody này thì có màu đỏ nữa. Và tụ lục nguồn ở đây là tụ màu xanh rêu nè, đặc trưng những cái dòng âm ly Hàn Quốc. Này là 6800 UF ha. Thì con này mình quýnh lo 2 tắc hoặc là 2 tắc rưỡi đổ lại. Hàng gia đình Bình Giang quýnh cấu hình nhỏ nhỏ nhưng mà tiếng bao hay cho các bạn. Chạy được 2 dòng điện 110 và 220 luôn. Đây chúng ta có công tắc gạt nè. Thì mình để số 220 như thế để nguyên vậy cắm điện chạy. Thì cái con này là của thương hiệu khác nên cái tân phô là không có khoe hàng như các dòng Jaguar, Boston, Cali. Cái này không có khoe hàng. Nhưng mà mình thấy cũng rất là chất lượng. Tại vì người ta xài bằng có chấm hàng các bạn. Nè, có chấm ít nha. Chứ không phải như cái dòng Kali mà Jaguar Kali thương hiệu khác thì người ta hàng tĩnh điện một đường qua luôn. Còn con này thì nó chấm thôi à. Này nó chấm góc nè. Chấm góc có chấm hàng nha. Thì chấm hàng thì như thế thì sẽ không có bắt ốc chết. Đó, người ta hàng chấm vô thì nó khác tí xíu. Thì thương hiệu khác thì nó cũng có một vài chi tiết đặc điểm khác so với những các dòng lớn như là Jaguar chẳng hạn. Đây là phần rề, phần công suất bao sò riêng cho anh em ha. Đây con rề này Eco Quyền Hội nè. Con này 50195 nha nè. Tiếng ca hát nhẹ trung thực. Con này lấy tiền nha. Đó, con này là hàng VIP nhất rồi. Thế hệ mà ca không có echo là con này số 1. Không có cái reward đó chứ là không có reward là con này số 1. Echo digital, digital. Rồi, máy đẹp. Con này hát ok lắm nghe, rồi là tiến hành test cho các bạn nghe luôn ha. Và tiếp theo mình test cái con Nobody 203XG. Echo digital. Đi ghi thờ. Và cái cô này con số là 50195 ha. Hàng VIP luôn nghe nè.
đó, mở nguồn lên, mở nguồn lên mình sẽ dặn lên hát ha. Thì cái máy đa số là những cái dòng âm ly này là đều có relay, trừ những các dòng mà chạy sò MOSFET JK như là các dòng Kali A7 hoặc là Jaguar mà chạy sò MOSFET á, thường mấy loại đó thì nó sẽ không có relay bảo vệ, nhưng mà cái giá tiền rất là cao nếu mà chúng ta mua hàng đúng chính hãng nha. Còn đa số thì các dòng máy âm ly karaoke gia đình bình dân mà hàng là loại là công ty xịn là đều có relay hết. À, khi chúng ta mở nguồn lên là phải bắt buộc chờ vài giây nghe cái cốc mới được, là máy chúng ta mới chuẩn nha. Rồi test. Body này là cũng thuộc dạng hàng là đẳng cấp rồi, tại vì nó là hàng nhập Korea xịn đàng hoàng. Rồi tiếp đến thì mình test phần vang echo. Alo 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 màu màu hay bo bo alo 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 màu màu hay bo bo năm 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 lưng 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 đó, máy tiếng con này là không có tệ đâu nghe nè, hát rất nhẹ nha. Thì hôm trước mình cũng có về một con giống như thế này mà nó đẹp hơn tí xíu, mình bán giá như là 2,2 triệu. Hiện tại con này thì hình thức máy cũng zin và hoạt động tốt như vậy, ngoại hình thì nó tệ hơn tí xíu, thì cái này mình bán giá 2 triệu nha anh em. Đó thì giá cả lúc nào mình cũng để trên màn hình, anh em vừa xem máy là chúng ta sẽ biết giá con máy của mình, thì sau cái phần test là mình sẽ để giá ở đó đó. Alo 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 một hai ba bốn năm 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 alo 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 tiếng này tiếng mono nghe nè. Alo 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 năm năm sáu 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 bảy 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 hai 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 tiếng bao bay cho anh em luôn. Và ngoài ra con này có mic phụ ở đằng sau nữa, cắm test thử một lỗ luôn. Alo 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 cắm mic đằng sau nha nè. Alo 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 1 2 4 4 ngoài ô tôi có căn nhà xanh. Alo 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 nhẹ hát dễ hát, con này giá 2 triệu cộng ship ha. Đó anh em nào xem thấy ưng ý quẹo lựa liên hệ mình qua số điện thoại góc bên trái màn hình nha anh em.